xin được gửi lời chào đến đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. Vâng, chào chị Kim Thanh. Đạt được một cái giải thưởng rất là cao, giải đạo diễn xuất sắc nhất của Liên hoan phim Việt Nam năm nay. Chắc là mọi người cũng đã chúc mừng Minh rất là nhiều rồi đúng không? Vâng chị ạ, thì mình cũng nhận được những cái lời chúc mừng của mọi người ngay từ cái đêm trao giải. Mặc dù là mình không có mặt tại cái buổi trao giải vì một số lý do cá nhân, nhưng mà mình đã theo dõi tại nhà và nhận được rất là nhiều những lời chúc mừng từ bạn bè và các đồng nghiệp. Trước đó khi mà cái phim này tham gia vào liên hoan phim á, mình có suy nghĩ gì nhiều hay không ha? Thật ra thì khi bộ phim Bằng Chứng Vô Hình tham gia vào liên hoan phim Việt Nam năm nay thì tôi rất là hy vọng là Phương Anh Đào hay là Otis cũng sẽ được ghi nhận. Và đặc biệt là ở phần quay phim của nhà quay phim Dominic hay là phần âm thanh thì cũng sẽ được ban giám khảo đề cử. Thì mình nghĩ là với những cái đề cử thì nó cũng đã là những cái bất ngờ, những cái khích lệ và ghi nhận những cái công sức và cái sự tìm tòi đóng góp của tất cả ekip đang làm phim rồi. Những người bạn bè của Minh á, thì nói rằng là Thưa Mẹ Con Đi á, nó rất là giống Minh và xem đó là cái thế mạnh của bạn luôn á. Nhưng mà cuối cùng mình lại được ghi nhận rất là nhiều từ bộ phim Bằng Chứng Vô Hình, thì Minh có thấy thú vị cái điều này hay không? Thật ra khi mà mình được ghi nhận với bộ phim Bằng Chứng Vô Hình thì mình cũng rất là bất ngờ. Nhưng mà thật ra đó là hai cái cách, hai cái style khác nhau của cùng một con người mà thôi. Đối với Thương Mẹ Con Đi thì nó có một cái gì đó nó chân thành hơn. Nhưng mà với Bằng Chứng Vô Hình thì chắc là nó cũng có nhiều chiêu hơn ở trong đấy. Nhưng mà dĩ nhiên là nó vẫn có cái sự chân thành của nhà làm phim. Tuy nhiên thì nó lại không phải là cái nhấn mạnh nhiều nhất cho một cái câu chuyện mà có tính giật gân như vậy. Nhiều người lại nói rằng là có vẻ là Trịnh Đình Lê Minh được ưu ái nhiều, là một đạo diễn rất là trẻ thôi nhưng mà đã vượt qua bao nhiêu cái tên tuổi lớn để nhận được cái giải thưởng đó. Kim Thanh có nghe vài người nói như vậy đó, thì Minh nghĩ thì sao? Hôm mà xem trao giải ở nhà thì lúc đó vẫn đang nằm ở trong chăn. Ngay cái giải thưởng đầu tiên mà ban tổ chức đã quyết định trao cho nhà thiết kế âm thanh của phim thì là mình cũng đã rất là bất ngờ rồi. Cái thiết kế âm thanh của Bằng Chứng Vô Hình nó rất là nhiều những cái điểm đặc biệt và kỳ công ở trong đó, và mình nghĩ chắc là đêm trao giải sẽ còn nhiều những cái bất ngờ khác. Vậy là mình có rủ thêm nhà xem sau đó, đến lúc mà đọc những cái đề cử của đạo diễn, bởi vì thật sự là mình không biết là mình được đề cử, thì cũng rất là bất ngờ vì thấy là mình đã được đề cử. Và khi mà ban tổ chức xướng tên mình là đạo diễn xuất sắc nhất thì mình cảm thấy đó thật sự là một cái điều bất ngờ, và mình trân trọng tất cả những cái ghi nhận của ban giám khảo dành cho mình. Và mình nghĩ là nó như là một cái động lực, nó nhắc nhở mình là ok, những cái bộ phim tiếp theo là mình sẽ phải cố gắng hơn nữa. Có thể là ban giám khảo đã nhìn thấy được một cái điều gì đó, và giữa những cái khó khăn trong việc chọn trao giải thì có thể là với mình là một cái lựa chọn thích hợp nhất vào thời điểm trao giải. Mà mình lấy đó là vừa là niềm tự hào nhưng mà cũng là một cái sự khích lệ, và nó nhắc mình phải tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Mình có cảm thấy là hơi buồn hay không? Tại vì Bằng Chứng Vô Hình của mình khi mà ra rạp thì nó cũng không phải là một cái thời điểm tốt. Mỗi bộ phim thì dường như là nó cũng có một cái số phận của nó. Thí dụ như với Thương Mẹ Con Đi thì là đúng là thời điểm ra rạp nó cũng đã gặp những cái bất lợi, nhưng mà sau đó thì cái đời sống của nó khá là dài, nó đã đi dự rất là nhiều những cái liên hoan phim quốc tế. Và sau 2 năm thì mình vẫn thường phải nói chuyện về phim, thậm chí là với sinh viên ở những trường ở nước ngoài về bộ phim. Với Bằng Chứng Vô Hình thì cũng như vậy. Tức là cái thời điểm ra rạp là nó hoàn toàn bất lợi, cũng như là thời điểm hiện tại bây giờ khi mà rạp mới khởi động thì Bằng Chứng Vô Hình cũng đã ra rạp vào thời điểm đó. Thì mình nghĩ là nhà sản xuất cũng như là đạo diễn lúc đó cũng đã rất là can đảm. Và dĩ nhiên là với một cái giải thưởng như thế này thì nó giống như là một cái sự ghi nhận, nó hơi muộn một chút. Nhưng mà mình biết là rất nhiều khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim qua những cái nền tảng trực tuyến. Và bộ phim thì nó sẽ vẫn có cái cơ hội, giống như là mỗi khi mà nó không được bật thì nó đang tạm thời nằm chết ở đó. Nhưng mà khi có một khán giả nào đó bật nó lên thì tức là nó lại một lần được sống nữa. Nên mình nghĩ là thế nào thì nó cũng là một cái điều khích lệ, và đó là điểm đặc biệt của cái công việc làm phim. Ngoại trừ cái giải dành cho đạo diễn á, thì như hồi nãy là Minh có nói là nó có được cái giải là thiết kế âm thanh xuất sắc, nhưng mà bên cạnh đó nó còn một cái giải nữa là giải nam diễn viên phụ xuất sắc dành cho Otis Nhật Trường á. Chắc là mình cũng có thêm một cái chút cảm xúc tại vì chính mình lựa chọn Otis đúng không? Thật sự thì cái việc mà Otis đạt giải thì nó cũng là một điều rất là bất ngờ, tại vì trong bản đề cử thì mình cũng rất là thích cái diễn xuất của diễn viên La Thành trong phim Bố Già.
Và bên cạnh đó thì ví dụ như một người diễn viên rất là mạnh của phim Tiệc Trăng Máu, nhưng mà có thể ban giám khảo họ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc là phân định là vai nào là vai chính, vai nào là vai phụ trong một bộ phim mà nó có một cái dàn cast rất là xuất sắc đồng đều như vậy. Nó không có một vai hoàn toàn chính hay một vai hoàn toàn phụ. Thì giữa lúc đó thì mình nghĩ là Otis đã gây thiện cảm với ban giám khảo là bởi vì cái sự dấn thân của bạn đó. Mặc dù là còn rất là trẻ nhưng mà bạn đã vào một cái vai nó hoàn toàn không dễ. Nó là cái phần cá tính, cái nội tâm thì nó đúng như bạn, nhưng nó lại rất là thử thách bởi tất cả những cái mạo hiểm về bên ngoài, về thể lực, về võ thuật, về cái sự cống hiến hết mình dành cho cái vai diễn. Và có thể là ban giám khảo đã nhận ra được chính cái sự nhiệt huyết đó của Otis, nó phù hợp với cái tính cách của một cái bạn trẻ sống rất là hào sảng, rất là vô tư, nhưng mà cũng rất là nhiệt thành. Với những cái giải thưởng mà bộ phim Bằng Chứng Vô Hình của mình đã gặt hái được, thì mình nghĩ đây mới thực sự là cái thế mạnh của mình, cần nên gắn bó nhiều hơn trong thời gian sắp tới không? Với mỗi đạo diễn, mỗi một cái tác phẩm này là một cái lần khám phá. Khi mà làm Thưa Mẹ Con Đi xong và sau đó thì nhận được cái lời đề nghị của đơn vị sản xuất là sẽ thực hiện Bằng Chứng Vô Hình, thì lúc đó mình cũng không ngần ngại gì và mình cảm thấy đó là một cái hành trình mà mình muốn khám phá nhiều hơn nữa. Cho nên sắp tới thì mình cũng sẽ khó để nói là bộ phim sắp tới nó sẽ là thể loại như là thriller như Bằng Chứng Vô Hình, hay là nó là một cái bộ phim drama có yếu tố comedy một chút xíu như là Thưa Mẹ Con Đi. Mà mình sẽ không bao giờ định hình mình ở một cái thể loại hay một cái phong cách làm phim cố định nào đó. Cũng lấy một ví dụ thôi, ví dụ anh Victor Vũ chẳng hạn, thì ảnh có thể làm cả phim thriller, nhưng mà những bộ phim mà đạt giải Bông Sen Vàng của anh ấy chẳng hạn như là Mắt Biếc hay là Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, nó rất là lắng lại, nó không hề có cái sự giật gân. Cho nên là mỗi đạo diễn mình cũng sẽ khám phá tiếp thôi. Và cái dự án tiếp theo thì hy vọng là nó sẽ lại một lần nữa sẽ gây bất ngờ cho mọi người. Bản thân mình thì thấy mình với cái thể loại thriller thì sao? Với thể loại thriller thì đó là một cái thể loại luôn luôn mà mình muốn khám phá nhiều hơn nữa. Nhưng mà nó sẽ có những cái hạn chế nhất định về kịch bản. Cho đến khi nào mà chưa tìm được một cái kịch bản mà thật sự tốt, với tất cả những cái mối nối với nhau để nó giải quyết được những cái bài toán của thể loại, thì có thể là mình vẫn chưa quay trở lại với thể loại này ngay được. Nó phụ thuộc vào cái sức sáng tạo của mình. Bản thân là một cái người đạo diễn mà có thể phải nhảy vào viết kịch bản, hoặc là từ cái sự xuất thần của một cái người biên kịch nào đó, thì mới có thể giúp mình làm được cái bộ phim thriller được. Đánh giá của Trịnh Đình Lê Minh riêng về cái liên hoan phim Việt Nam năm nay như thế nào? Thật sự mà nói thì mình rất là đánh giá cao cái việc là ban tổ chức đã có thể cho liên hoan phim diễn ra một cách rất là chặt chẽ, rất là gọn gàng. Với cái đêm trao giải thì nó tránh được tất cả những cái nhược điểm của những mùa trước, đó là cái sự dài dòng. Mùa này thì là mình thấy mọi thứ nó trang trọng, nó lịch sự, nó vừa phải. Nhiều khi do hoàn cảnh mà nó lại tránh được những cái sự rườm rà không cần thiết. Tuy nhiên nói về phim thì mình vẫn nghĩ là những cái giải thưởng nó liên hoan phim á, mình vẫn hy vọng là Việt Nam sẽ có nhiều những cái bộ phim nghệ thuật và phim độc lập hơn nữa. Tại vì cuối cùng thì một cái giải thưởng ở liên hoan phim thì nó nên đề cao những cái tác phẩm, nó là cái dòng phim đó. Còn khi mà mình vẫn phải thi giữa những cái phim thương mại, phim làm cho thị trường với nhau, thì dường như là nó cũng ít hơn những cái sự lựa chọn. Cũng giống như là những cái bộ phim ở lễ trao giải Oscar thôi, thì không hẳn là những phim trao giải Oscar thì doanh thu không cao, nhưng mà đó là những cái bộ phim khác, nó không phải là phim vũ trụ Marvel nữa. Những bộ phim thuộc vũ trụ Marvel thì có thể là được những cái giải về thưởng về âm thanh hay là kỹ xảo, nhưng để chọn một cái bộ phim ví dụ như bản thân giải đạo diễn của mình đi, hay là một cái phim khác với cái giải gọi là Best Picture, phim hay nhất, thì nó sẽ lại còn nhiều cái để mà xem xét khác, về kể cả câu chuyện, về cái cách kể, cái phong cách, cái giá trị mà bộ phim nó sẽ để lại sau này nữa. Cho nên là mình nghĩ thì cuối cùng thì một cái liên hoan phim như liên hoan phim Việt Nam thì nó đang ở mức khích lệ và nó ghi nhận được những cái gì đang diễn ra trên thị trường, để mà mình thấy là Việt Nam mình cần phải làm thêm nhiều cái phim khác đa dạng về thể loại hơn nữa, đa dạng kể về cái cách và cái giá trị và cái đối tượng khán giả hơn nữa. Các bạn đánh giá như thế nào về các phim mà được đề cử của năm nay, tạm gọi là trực tiếp cạnh tranh với mình đi? Những cái bộ phim mà được đề cử vào năm nay thì mình cũng đã ghi nhận được những cái điểm nổi bật của thị trường trong 2 năm vừa rồi. Rất tiếc là bởi vì chưa được xem một số phim của nhà nước sản xuất thì mình lại thấy hơi lạ là nó lại vắng mặt ở trong những cái bản đề cử, nên mình cũng không thể nói bao quát được. Mình thấy là trong bản đề cử hiện tại thì
cũng chỉ có xuất hiện những cái bộ phim đã thành công ở ngoài rạp, đã chiếu rạp hay là đã chiếu một số nền tảng phim trực tuyến thôi. Nó phản ánh được đó là những cái bộ phim có chất lượng, có nghề và chưa thể nói được hết về cả một cái thị trường điện ảnh cũng như là rất là nhiều những cái bộ phim nghệ thuật mà đã chọn cách là không tham dự vào liên hoan phim lần này vì một số lý do nào đó. Như vậy thì nếu mà để đóng góp cho liên hoan phim Việt Nam nó phát triển tốt hơn, ở góc độ của Minh thì có một số điều gì để mình gợi ý hay không? Với một cái liên hoan phim thì mình nên cố gắng để mà nó tạo ra một cái cuộc chơi, một cái sự, nó không chỉ là một cái lần thi thố đâu mà nó là cái sự được va chạm, được hội họp lại của những cái người làm phim để mà có thể trao đổi về mặt nghề nghiệp. Trong danh sách những cái đề cử hạng mục trao giải thì có lẽ là nghĩ là nên có giải thưởng dành cho dựng phim, tại vì đây là một cái giải thưởng rất là quan trọng. Cái người dựng phim là một cái người đóng góp rất là quan trọng vào cái việc thành công về mặt kể chuyện cũng như là về nhịp điệu, tiết tấu của bộ phim. Tuy nhiên là đối với hệ thống liên hoan phim thì vẫn chưa có cái giải thưởng này. Thông qua cái liên hoan phim lần này thì Trịnh Đình Lê Minh thấy là điện ảnh của mình á, hiện giờ là đang ở mức như thế nào rồi? 2 năm đại dịch vừa qua thì bạn đánh giá là chúng ta có bị tác động nhiều hay không? Nếu mà có thì bạn nghĩ là sẽ mất bao lâu thì mọi thứ nó sẽ quay trở lại cái nhịp tạm gọi là bình thường ha? Thật ra thì chúng ta đã có những cái bộ phim đã làm rất tốt cái nhiệm vụ ở phòng vé, chạm được đến số đông, chạm được đến trái tim của khán giả, thì đó rất là tốt. Tuy nhiên thì một lần nữa cũng phải nói là những cái bộ phim độc lập, những cái bộ phim nghệ thuật có tính tác giả thì nó vẫn được sản xuất khá là hạn chế. Mỗi năm thì thường chỉ 1-2 phim như vậy thôi. Và mình cũng phải hiểu là một cái bộ phim như vậy ra thì chưa chắc nó đã là một phim hay được. Đôi lúc là nó có thể có những cái rủi ro ở trong đó về cái mặt gọi là nghề nghiệp nữa. Cho nên tôi hy vọng là một năm nếu mà chúng ta có 4-5 bộ phim độc lập thì nó sẽ là một cái thị trường đa dạng hơn. Và để làm được cái việc đấy thì những nhà làm phim họ không chỉ trông chờ vào những cái quỹ phát triển điện ảnh ở nước ngoài được, mà nó cũng phải bắt nguồn từ chính những cái quỹ điện ảnh ở trong nước. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong 2 năm đại dịch vừa rồi thì hiện tại cái mùa liên hoan phim này nó đang phản ánh những cái bộ phim được sản xuất và hoàn thành một cách nào đó may mắn trong năm 2020 và 2019 nữa. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là hiện tại ngay tại cái thời điểm này, cái tháng cuối năm này, nó là một cái tháng thường là tháng rất là thuận lợi để mà sản xuất rất là nhiều những cái phim. Thì tôi thấy là nhận thấy là trên thị trường chỉ có một vài đoàn đang khởi động sản xuất. Như thế này thì 2 năm nữa thì tôi thật sự rất là quan ngại về cái số lượng phim sẽ ra rạp, cũng như là chúng ta có 2 năm nữa sẽ có một kỳ liên hoan phim mới thì tôi sẽ không biết là sẽ có bao nhiêu tác phẩm sẽ dự thi đây. Cuối cùng thì tôi vẫn rất là mong chờ một cái sự ổn định của thị trường để những cái bộ phim, những cái dự án phim nó có thể được khởi động lại và tiếp tục được ra rạp. Cả với Thưa Mẹ Con Đi và Bằng Chứng Vô Hình thì Kim Thanh lại có cái cảm nhận là 2 bộ phim đó mặc dù tiếp cận đại đa số khán giả nhưng mà Kim Thanh vẫn cứ cảm nhận là cả 2 cái tác phẩm của mình hơi kén người xem á. Người ta nói là những cái bộ phim mà đạt được giải thưởng nhiều thì thường thường là số đông khó mà thích được á. Thì không biết là cái nhận xét đó thì Minh thấy thì sao? Một cái bộ phim thành công thì nó cũng rất là nhiều yếu tố. Bản thân cái chất lượng cái bộ phim là quan trọng, nhưng mà có 2 cái yếu tố cũng rất là quan trọng, đó là cái thời điểm phát hành cũng như là cái chiến dịch quảng bá PR marketing cho cái bộ phim như thế nào. Đúng là Thưa Mẹ Con Đi thì nó là một cái đề tài cũng không hẳn là dễ để mà thu hút khán giả, trong khi Bằng Chứng Vô Hình thì thể loại thriller thì nó vẫn là một cái thể loại mà cần nhiều dấu hỏi. Ở thị trường Việt Nam cũng rất là ít những cái bộ phim thriller đã thành công về phòng vé. Nó có nhưng mà nó không rõ rệt như là những bộ phim thuộc phim hài hay là như là phim kinh dị chẳng hạn. Cuối cùng thì mình vẫn nghĩ là cái chất riêng của một cái người đạo diễn nó vẫn rất là quan trọng, ở chỗ là người ta đi ra ngoài xem. Đối với thị trường Việt Nam thì khi mà người ta xem phim, người ta vẫn có thể chú ý đến một số những cái ngôi sao. Nhưng mà có rất là nhiều trường hợp người ta xem một bộ phim nó là bởi vì là đó là cái phong cách của cái người đạo diễn đó nữa. Chẳng hạn như là với những cái bộ phim của anh Victor Vũ chẳng hạn, thì khán giả rất là thích cái phong cách của anh ấy, mặc dù là những cái bộ phim hoàn toàn là giới thiệu những cái tên tuổi mới. Mình nghĩ đó là cũng là một cái ví dụ. Hay là phim Bố Già thì là mọi người muốn xem kể cả cái phong cách của Trấn Thành và của anh Vũ Ngọc Đảng. Mình cuối cùng thì mình vẫn nghĩ là
Dĩ nhiên là mình sẽ phải quan tâm và chú tâm nhiều hơn và cái cách kể chuyện của mình để làm sao nó có thể thu hút khán giả, nhưng mà vẫn nghĩ là cái cách kể chuyện của người đạo diễn nó vẫn rất là quan trọng. Và nếu mà mình để mất đi cái chất riêng của mình á thì là mình cũng sẽ không còn cái giá trị của mình nữa. Thì những dự án tiếp theo thì chắc chắn là cái sự quan tâm dành cho khán giả, cái cách mà mình tiếp cận khán giả nó sẽ có những cái điều chỉnh sau một thời gian quan sát, sau những cái kinh nghiệm mà mình đã rút ra được. Nhưng mà cuối cùng thì đạo diễn vẫn phải tìm mọi cách để tiếp cận khán giả bằng chính cái giọng kể của mình. Người ta hay nói là một đạo diễn điện ảnh thường được đánh giá bởi ba cái tác phẩm đầu tiên, cái trilogy của họ đó. Thì bây giờ là Minh đã có Thưa Mẹ Con Đi và đã có Bằng Chứng Vô Hình rồi, cho nên là kiểu gì thì những người trong giới cũng sẽ nhìn và chờ đợi cái tác phẩm thứ ba của Minh để xem như thế nào. Điều này có làm cho Trịnh Đình Lê Minh cảm thấy áp lực hay không? Nhất là mình lại vừa đoạt cái giải thưởng là đạo diễn xuất sắc nhất nữa chứ. Đúng là mỗi cái bộ phim làm ra là nó đều cũng có những cái áp lực. Với một cái đạo diễn làm phim đầu tay thì nó cực kỳ áp lực. Bởi vì là nếu mà mình thất bại trong phim đầu tay thì tức là mình không có nhiều cơ hội. Nó sẽ rất là khác với diễn viên, sẽ rất là ít ai giao cho cơ hội cho mình lần thứ hai. Đối với bộ phim thứ hai thì nó lại cũng áp lực ở chỗ là mình đã có bộ phim đầu tay rồi, cái phim thứ hai thì người ta mới thật sự là kiểm tra được là mình là một cái người kể chuyện như thế nào, hay là mình chỉ có một cái thành công mà nó xuất phát từ những cái điều không bền vững. Và đến bộ phim thứ ba thì mình nghĩ là cũng lại tiếp tục áp lực ở chỗ là như cũng như nhận định của chị về cái việc là chúng ta sẽ phải tiếp tục làm sao đó giữ cái chất của mình, và cũng như chị nói là phải tìm cách để mà tiếp cận khán giả một cách thuyết phục hơn. Và mình nghĩ là mỗi cái áp lực như vậy nó là cái điều thú vị. Có rất là nhiều đạo diễn lớn cũng đã nói là với mỗi bộ phim thì nó là như là một cái bộ phim đầu tay vậy. Nó không có những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm trước của mình, đôi lúc là nó sẽ không áp dụng được gì cho những cái bộ phim tiếp theo cả. Những cái mà mình đã từng trải qua, những cảnh quay mình đã từng làm, những diễn viên mình đã từng làm rất là thân thiết, những gì mình đã nói với diễn viên ở vai diễn trước thì là sang cái vai diễn mới nó lại là một cái quá trình khác, nó khác biệt hoàn toàn, nó không phải là cái sự lặp lại. Chính vì vậy nên cái nghề nghiệp này nó mới mang đến những cái điều thú vị. Với mình thì khi mà đã trải qua hai phim rồi thì đối với phim thứ ba thì mình sẽ bình tĩnh, mình làm với một cái tâm thế cẩn thận nhất có thể. Nhất là trong cái giai đoạn hiện tại thì mọi cái đường đi, cái cách mình sản xuất cái bộ phim tiếp theo như thế nào, những cái thay đổi rất là rõ rệt sau cái đại dịch này, thì mình đều phải xem xét, mình phải cảm nhận cả cái đại dịch nó tác động đến tâm lý của khán giả như thế nào. Mình cũng phải dành thời gian để mà mình thật sự là thấy nó tác động đến cái bản thân mình như là một con người hay là một cái nhà làm phim và tất cả những người xung quanh mình như thế nào. Và mình sẽ dành cái thời gian đó để mà mình làm tất cả mọi thứ như vậy, để bộ phim thứ ba nó có cái tính liên quan, cái sự liên hệ với khán giả. Và bây giờ thì mình có tiện để có thể là tiết lộ dự án tiếp theo của mình chưa? Hiện tại thì mình cũng đang ở trong cái quá trình phát triển cái dự án thứ ba. Thì mình nghĩ là một lần nữa thì khi mà mình công bố cái thể loại cũng như là cái dự án thì mình hy vọng là tất cả những người trong nghề hay là khán giả cũng sẽ không có ngã ngửa như cái lần trước. Cũng có thể là khả năng đó nó sẽ xảy ra, nhưng mà mình cũng muốn tiết lộ là những cái gì mà mạnh nhất mà mình cảm nhận được đó là cái cách mà mình khai thác những cái mối quan hệ giữa những con người với người, kể cả những người mà có cái sợi dây gắn kết về mặt huyết thống hay là những người mà lạ hoàn toàn, chưa bao giờ gặp mặt và bỗng nhiên họ có một cái sự kết nối tạm thời. Những cái chủ đề đó thì mình rất là quan tâm, và một lần nữa thì nó sẽ lặp lại, nó sẽ xuất hiện lại ở trong cái bộ phim này. Thể loại của nó thì mình nghĩ là nó cũng sẽ gây nhiều bất ngờ cho mình. Vâng, xin được cảm ơn đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh rất là nhiều vì đã chia sẻ những cái góc nhìn thú vị của mình. Vâng, cảm ơn chị Kim Thanh cũng như là khán giả của chương trình rất nhiều.